Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Mạnh Tuấn, năm nay mình 21 tuổi và hiện tại mình đang là một diễn viên. Và gần đây mình có tham gia một bộ phim có tên là Bạn học tôi là bố và mình đảm nhận vai chính trong bộ phim này. Trong vòng 6 tháng, mình không được thay đổi kiểu tóc và bộ phim vẫn đang tiếp tục quay nên mình cũng không thể để được form tóc khác. Và tóc mình cũng khá là dài rồi. Tóc dài bây giờ mà để tạo kiểu thì nó cũng rất khó là để đẹp được bởi vì nó đã bị mất form rồi. Tóc của mình ngày trước cũng như thế đâu, rất là dài nhưng mà vuốt thì không thể nào mà đẹp được. Còn bây giờ để mà nói đổi sang một cái form tóc khác thì thực sự khá là khó. Sắp tới mình có tham dự một sự kiện và mình muốn hình ảnh của mình khi tham dự sự kiện sẽ trở nên khác đi và đặc biệt hơn một chút. Nhưng mình không biết làm như thế nào bởi vì mình không được thay đổi form tóc. Tôi nghĩ là tôi cũng đã có phương án cho kiểu tóc này rồi. Và đây là một cái kiểu vuốt khá là độc đáo và mới lạ. Sẽ rất là thú vị đấy. Mình rất mong chờ với kiểu tóc mới này thì sẽ giúp cho hình tượng của mình trở nên thu hút và đặc biệt hơn trong mắt khán giả. Na 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 na. Tôi cũng đã nói thì tóc dài rất khó để có thể đổi sang hẳn một form tóc khác mà vẫn giữ nguyên độ dài. Vì vậy, tôi quyết định sẽ thử áp dụng cách vuốt ướt mà tôi mới tìm hiểu gần đây và chỉ tỉa lại form tóc một chút thôi. Tuấn thì trước giờ tôi vẫn thấy hay để kiểu tóc sai pát và kiểu tóc này cũng rất hợp với bạn ấy nên mình sẽ áp dụng vuốt ướt ngay trên form tóc sai pát. Để thực hiện kiểu tóc này thì trước hết phải làm ẩm tóc, sau đó dùng gel tạo kiểu để cố định và thêm một chút dầu dưỡng cuối cùng cho tóc được giữ độ bóng. Anh em hoàn toàn có thể áp dụng cách này để thực hiện tại nhà nhé. Quần áo thì tôi sẽ phối một bộ đơn giản nhưng mang hơi hướng summer và phóng khoáng, một chiếc sơ mi họa tiết cùng skinny jean đen đơn giản thôi và một đôi giày sneaker năng động. Outfit này sẽ đem lại sự trẻ trung nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Đối với mái tóc xẻ phát vuốt ướt, Tuấn cũng hoàn toàn có thể linh hoạt được outfit khác để phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Mình là người rất là hay thay đổi kiểu tóc và trong suốt một quãng thời gian dài như thế mình không được thay đổi một kiểu nào mới cả. Nhưng mà với kiểu đầu ngày hôm nay thì mình hoàn toàn có thể tự tin để tham dự sự kiện sắp tới. Và cảm ơn 30 Size đã cho mình kiểu đầu rất là chất như thế này.